Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với game Final Fantasy phần 4. Và mặc dù mình không biết thế nào nhưng mà cái lỗi âm thanh hay lỗi gì mà cái mình không nghe thấy nhạc của game này. Nhưng mà nếu mà mình mà có dịp thì mình sẽ cải thiện lại sau. Thì bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm cái game này xem như nào. Ok, bắt đầu new game luôn. Mà thực sự là hình như là không nghe thấy âm thanh hay sao. 5 ngày cho tới cái cuộc party. Party nghĩa là liên hoan. Yeah, 5 ngày nữa chúng ta được liên hoan. Nó ở đây làm cái đéo về khoảng thời gian này. Nó lại nhìn vào bạn và cái phòng của bạn lần nữa. Đừng có sợ, tôi ở đây với bạn. What the fuck, mình đây à? Dùng ADSE để di chuyển. Sao khóc này? What, đàn bà Von. Thì mình sẽ chơi một ngày một tập. Một phần một tập. Nếu các bạn ủng hộ mình thì mình sẽ ra nhanh, còn nếu các bạn không ủng hộ mình thì mình sẽ ra từ từ. Ok. Đây là những người bạn của chúng ta. Con cáo này, Foxy này, con thỏ này, con gấu này và con vịt. Ủa? Vậy là cái con này chính là cái con này là cái con gì nhỉ? Con này chính là cái con hù mình ở phần 3 đúng không? Hay là con mới? Con này con gấu này à? Đây là con gì nhỉ? Con này là con Foxy là con báo đỏ này. Con gà là con gì nhỉ? Con gà là Chicky đúng không nhỉ? Mình không nhớ. Con thỏ là con gì và con gấu là nhìn kiểu là Teddy đúng không? Còn cái con này là con gì? Nó cứ nhìn mình kìa, các bạn nhìn nhá. Đấy. Đầu phộng mày, đừng có nhìn tao coi. Ok, và chúng ta sẽ đi khỏi nhà. Xong đi ra khỏi nhà được. What the hell? Chúng ta phải nói chuyện nó. Sao khóc lóc này? Đồ fuck. Đàn bà Von. Nào. Đi ra khỏi nhà, mạnh mẽ lên. Ô, tự nhiên nằm lăn ra đất khóc. Ai làm gì mày? What the fuck. Ngày mai là một ngày mai lại là một ngày tôi nối tiếp. What the fuck. Đêm thứ nhất. Ok, thì đêm thứ nhất bắt đầu. Chúng ta cùng đợi not reporting. What the fuck. Ok. Click here để chạy vào cái phòng. Click vào để chạy vào phòng nè. Ui. What the hell. Cẩn thận. Bạn nếu bạn nghe tiếng thì bạn hãy đóng cái cửa lại. Và nếu bạn không nghe tiếng thì bạn hãy bật cái đèn lên. Ô, mình đang làm gì này? Click here để chạy vào phòng. Ấn gì nhỉ? Ấn shift để đóng cửa, giữ shift, còn sử dụng đèn thì giữ control. Và ấn x để ấn cái này đi. Ok, mình sẽ ấn x để ấn đi. Đóng cửa. Ô, đi đâu đấy? À, ấn xuống để ra một cái phòng khác nè. Rồi, cái này cũng giống như kiểu là Final Fantasy 3 nhưng mà chúng ta đây là bối cảnh trong căn phòng chứ không phải là cái bối cảnh trong cái pizza nữa. Đây là mình có thể ấn di chuyển xuống để di chuyển đến phòng khác. Ồ, đây có phòng nữa. Ok. Ô, đây là bên kia của cái hành lang. Xem còn phòng nào không? Có rất nhiều phòng nhá. Đây có một phòng nè. Nhưng mình nghe tiếng động mình như rất bé. Kệ, nếu mà fit được thì hy vọng là nó sẽ to hơn. Bởi vì mình đang để tiếng động to nhất rồi. What? Đây bên đây là của hành lang nè. Nhưng mà hình như chả có gì nhỉ? Chả có gì mới lạ. Có qua được phòng ở đây không? Ồ, mà sao chả có gì mới nhỉ? Có gì hot không? Ô, đây phòng con gấu nè. Phòng này mới nè. 1 giờ rồi. 1 giờ và chúng ta đang luẩn quẩn với những cái gì đấy. Bật đèn lên, đóng cửa lại. Bật đèn lên, đóng cửa lại. What? Cái này nó cũng không sợ bằng mấy cái phần trước kìa. Bật đèn lên. Có gì không? Chả có gì hot. Đóng cửa, bật đèn lên. Chả có gì hot, 2 giờ rồi. Có lẽ là ngày thứ nhất chúng ta sẽ được an toàn. Vào phòng này xem nào. Ui, tối nó cứ sợ thế. Điêu nào. Đóng cửa. Bật đèn. Chả có gì. Thôi đi ra chỗ khác nào. Vào trong cái nhà này xem có gì không nào. Không có gì nhá. Phải ấn chuột xuống thì nó mới ra phòng khác ạ. Khắm vãi. Xong di chuyển được nhỉ? Mình tưởng là phải di chuyển được ấy. Hai giờ rồi nè các bạn ơi.
và mình không cảm thấy không có cái có ấn di chuyển được không nhỉ? Không xong di chuyển được nhỉ? Mình thấy thắc mắc về điều đấy vồn. 2 giờ rồi, 2 giờ rồi. Có gì không? Có vẻ như mấy cái trò này ngày đầu tiên thì nó thường sẽ không có gì sợ hãi hết, chỉ có cái cảm giác rùng rợn khi mà chúng ta ở trong căn nhà thôi. Nhận xét của mình về game này là nó cũng thường, nhưng mà mình vẫn chưa thấy có gì hot này. 3 giờ sáng rồi. Ok, có vẻ như cái này có vẻ dễ hơn mấy cái kia nhỉ. Không có gì nhá. Mình cứ lượn quanh cái phòng này thì làm sao nó xuất hiện được nhỉ? Mình thông minh vồn. Chả có gì. Mà không biết ở cái phần này con quái sẽ là con gì nhỉ? Ui! Đầu phộng. Mình vừa thấy con gì? What the fuck? Nó chạy ra khỏi người con thỏ. Mợ giật cả mình. Mày nó vào đây à? Không thấy đâu, what the hợi. Mà 3 giờ rồi. Đấy. Ui 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 ui. Đâu? Phộng. Con gì ấy nhở? Chết rồi, nó bắt đầu nó đi di chuyển khắp nhà rồi đấy. Ok, bây giờ chúng ta phải bình tĩnh. Chắc chắn nó sẽ qua đây. Không có à? Vậy nó đi đâu nhỉ? Con gấu à? Cái con gấu vừa nằm trên giường đúng không? Tao bắt được mày rồi nhá. What the fuck? Cái gì á? Trong phòng quá đi rồi. Đóng cửa lại. Chết rồi. Không ổn. 4 giờ rồi, cố lên bạn ơi. Cố lên Vũ ơi. Ui, cái con đỏ fuck này. Sao nó nấp vào đây nhỉ? Có gì hot đây nhỉ? Nó là cái con nào? Mình đang rất thắc mắc, mình muốn tìm hiểu nó là con gì. Nhưng mà 4 giờ rồi, cố lên 6 giờ chúng ta sẽ thoát đúng không nhỉ? Mình nhớ hồi trước mình chơi 6 giờ thoát rồi. Không biết bây giờ sao. Ui, đỡ fuck mày á. Mày chỉ có thể dọa tao được một lần thôi. Đóng cửa lại. Ok, 4 giờ rồi cố lên. Cố 6 giờ là chúng ta sẽ. Có gì hot không? Đóng cửa lại. Không có gì. Ok bạn ơi. 5 giờ rồi. Có gì hot không? Ok. Tôi chỉ có trong phòng rồi. Đấy. Nó là con gì nhỉ? Bây giờ mình hết cảm giác sợ rồi. 5 giờ rồi, cố lên. Ok. Chả có gì hot. Ok, đóng cửa lại. Ok. The fuck. Ok, mình sẽ tạm dừng tập này đây. Nếu các bạn cảm thấy thích, các bạn nhớ bỏ lại một like và một subscribe để mình có động lực làm tiếp. Đầu phòng.